câu nói vô tình, nhưng tác hại của nó thật khó lường. Vì vậy, chúng ta phải ý thức rõ rằng lời nói của mình có sức mạnh ghê gớm. Chúng có thể tạo ra nhiều câu chuyện, từ tốt đẹp cho đến tồi tệ. Sự đổ vỡ của một mối tình hay một cuộc hôn nhân thường bắt nguồn từ việc người trong cuộc không cân nhắc cẩn thận khi sử dụng lời nói, ngữ điệu trong giao tiếp hàng ngày. Khi cơn bốc đồng qua đi, chúng ta mới thấy hối hận khi đã nói ra những lời sai trái. Nhưng có thể khi đó mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Tất cả những gì bạn mong muốn lúc ấy là quay lại tình huống đó để bắt đầu lại lần nữa. Nhưng đã quá trễ rồi. Tình trạng này thường xuyên xảy ra trong môi trường công việc lẫn đời sống riêng tư của mọi người. May thay, có nhiều trường hợp vẫn có thể cứu vãn nếu ta kịp thời hối lỗi. Đó là khi sự phản tình xuất hiện ngay sau khi ta nhận thức.